hành trình của mình hôm nay có chút đỉnh thay đổi, sẽ bay từ Sài Gòn đi Sydney bằng Singapore Airlines. Sài Gòn sẽ ghé qua Singapore và từ Singapore sẽ đi Sydney. Đây là chặng đầu trên hãng thương gia của Singapore. Chúng ta cũng biết Singapore là một trong những hãng máy bay luôn luôn được xếp hàng đầu của thế giới, không phải chỉ về mức độ an toàn, vệ sinh, mà là cái phục vụ của Singapore Airlines được cho rằng tiêu chuẩn của hàng không. Hôm nay lần đầu tiên chúng ta trải nghiệm với business hạng thương gia của Singapore. Đoạn từ Sài Gòn đến Singapore bằng loại máy bay của Mỹ, Dreamliner. Bắt đầu lên máy bay đã được mời bằng ly champagne. Chúng ta cũng thấy là ghế được chia ra là chính giữa là hai ghế và mỗi bên một ghế, coi như là bề ngang là bốn ghế. Nếu chúng ta đi một cặp hai vợ chồng thì họ sẽ chọn ngồi ghế giữa như thế này. Còn nếu chúng ta đi lẻ thì chúng ta sẽ ngồi ở bên phía bên trái hoặc bên phải cửa sổ. Đây là hạng thương gia của Singapore Airlines. So với lại EVA cũng hạng thương gia thì chúng ta thấy máy bay này mới hơn. Dĩ nhiên là EVA dùng loại 777, đây là loại 787 Dreamliner. Chúng ta thấy có chỗ để cà thẻ, sử dụng tất cả những dịch vụ trên máy bay, không cần tới tiền mặt mà sử dụng qua thẻ hết. Ở dưới đây thì USB, nó có tới 2 chỗ để sạc USB và một chỗ cắm điện. Và nguyên cái ngăn này chúng ta có thể kéo lại. Đấy. Và đây là lo để sử dụng và thực đơn có sẵn đây. Tất cả mọi thứ, màn hình thì không phải là cảm tính, mà tất cả những thứ điều khiển là bên tay trái của chúng ta. Cho nên đừng chờ sờ vào màn hình mà tưởng là cảm tính, không có cảm tính. Chúng ta điều khiển qua bên cái remote control này, bên tay trái của mình nha. Một điều nữa chúng ta ghi nhận là nếu mà phụ nữ mà bay business của Singapore, họ rất là thích. So với EVA thì có nhiều ngăn để chúng ta để ví, để túi, sách. Ở trên này thì là khi một chút nữa cái ghế ngã thẳng thành cái giường thì chúng ta phía trên này chúng ta sẽ đút chân chúng ta đi thẳng vào. Người chiều cao của người nào khoảng chừng 2 thước thì sẽ ngủ thoải mái bằng cái giường này. Nếu mà ai cao hơn 2 thước thì sẽ không thoải mái. Ở phía ngăn dưới là chúng ta để giày dép và để túi sách. Ở đây thì bàn ăn chúng ta thấy là ngay dưới cái màn hình to này 17 inch thì chúng ta có thể kéo cái bàn ra. So với lại EVA thì cái bàn ở bên tay trái, ở đây thì cái bàn rộng, rất là rộng. Đây mình mở ra đầy đủ đây. Wow, to thật.
thực đơn của EVA thì mình quá thuộc. Hôm nay thì chúng ta ngó thử thực đơn của Singapore có những món gì nha. Khi cất cánh chúng ta ăn nhẹ, lay dinner. Đây là thực đơn của thương gia business class của Singapore. Bên này có, chúng ta cũng thấy rất là nhiều, có luôn cả đồ ăn Việt Nam trong này. Dĩ nhiên là đây là chuyến bay cất cánh từ Sài Gòn đi Singapore, và từ đấy thì từ Singapore sẽ đi Sydney, Úc. Cho nên họ phục vụ đồ ăn chúng ta thấy rất là phong phú. Đồ Á Châu đa số, đồ Thái và đồ Việt. Những ai thích uống rượu thì chúng ta cũng thấy đây là champagne, rượu trắng. Oh yes, please. Thank you. Và tiếp viên đã đưa khăn nóng cho mọi người để chúng ta lau tay và lau mặt. Mình mới ngó cái thực đơn ẩm thực rất là phong phú và thực đơn rượu cũng rất phong phú. Cơ trưởng mới báo cho chúng ta biết là hành trình ngày hôm nay sẽ là 1 tiếng 30 phút từ Sài Gòn đi Singapore, cũng tương đương với lại Sài Gòn đi Hà Nội. Vì chuyến bay có 1 tiếng rưỡi cho nên thức ăn cũng nhẹ thôi. Đa số là gỏi và những cái đồ chấm nhẹ. Cái hành trình từ Singapore đi Sydney sẽ là thức ăn chính. Cho nên chúng ta ngó qua thực đơn thấy đơn giản và nhẹ. Chuyến bay này thì là loại Boeing Dreamliner của Mỹ. Nhưng mà từ Sydney đi từ Singapore đi Sydney sẽ là loại Airbus 380, sẽ là 2 tầng. Thì tầng trên sẽ là dành cho First Class, và khoang dưới thì dành cho Business và hạng Deluxe và phổ thông. Dũng thì nếu mà cho lựa chọn thì luôn luôn thích Dreamliner 787, không ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sức ép của trong cabin. Và nó giúp cho chúng ta không có bị jet lag, có nghĩa là bị ảnh hưởng bởi lệch múi giờ so với lại các phi cơ khác. Nhưng mà có thể nhiều người nói là Dũng Mỹ cho nên Dũng thiên vị thích Boeing Dreamliner. Nhiều người thì rất thích nữ hoàng của không gian là con Airbus 380, nhưng mà cái loại đó cũng tuyệt chủng rồi. Chừng vài năm nữa nó sẽ không còn phục vụ và không có thực dụng cho cái hãng, tất cả những hãng hàng không. Cho nên vài năm nữa chúng ta cũng sẽ thấy con Airbus 380 sẽ không còn phục vụ trên đường bay nữa. Chúng ta thấy dây seatbelt an toàn của Singapore. Chiếc Dreamliner cũng khác biệt là nó cho giống như là chúng ta lái xe, không phải là chỉ có thắt qua eo không. Đây, nó như thế này. Và Singapore Airlines họ rất là thực dụng những cái loại như là kem đánh răng bằng chải, mà chúng ta thấy là tất cả những hãng máy bay khi họ phát ra thì Singapore là có ở trên cái màn hình của họ, chúng ta cần gì chúng ta yêu cầu họ sẽ mang đến để không có bị phí phạm nữa. Cho nên khi chúng ta dù cho bay business class hạng thương gia nhưng mà chúng ta vẫn thấy là không có những cái phụ kiện đấy, những cái đồ mà chúng ta thường thấy những hãng khác họ phát sẵn ra. Cho nên ai mới sử dụng lần đầu thì đừng ngạc nhiên sao mà tôi không thấy phát tất thi vớ hay là kem đánh răng bằng chải đâu như những hãng khác. Chúng ta cần gì chúng ta gọi thì họ sẽ mang tới đầy đủ và đồ đẳng cấp nữa. Nhưng mà họ không có phát ra, nhiều người không sử dụng, thành ra nó bị phí phạm.
Một trong cái điều mà Dũng hôm nay muốn trải nghiệm là cặp nghe tai của Singapore được làm bởi hãng Bose. Thì cái cặp nghe tai này nó đặc biệt hơn những cặp nghe tai khác là nó có một cái feature nó gọi là noise cancelling, có nghĩa là nó sẽ cắt hết tất cả, nó xóa và nó điều chỉnh cho chúng ta không nghe âm thanh ồn ở bên ngoài, để cho chúng ta có một giấc ngủ thật là êm trên toàn chuyến bay. Thì chỉ có Singapore Airlines có cái loại noise cancelling này của Bose. Cho nên ngày hôm nay là mình đang chuẩn bị để thưởng thức cái cặp headset này của Singapore. Chúng ta cũng thấy cái chấu cắm của cái cặp headset này là nó loại chấu đặc biệt, và bên ngoài nó được mạ vàng để mà nó giảm không ảnh hưởng tới vấn đề âm thanh. Chấu này đặc biệt, nó ba chấu, cho nên quý vị đừng có nghĩ là chúng tôi đem về nhà để trải nghiệm nó sẽ không có áp dụng được những cái hệ thống âm thanh ở nhà. Nó thiết kế để cho chúng ta sử dụng trên máy bay mà thôi. Và một điều nữa nhiều người có thể không biết là chỉ có Singapore là khi chúng ta bay hạng thương gia thì wifi được sử dụng miễn phí, không có trả tiền như các hãng máy bay khác. Dũng và Phương thường sử dụng hạng thương gia của EVA, nhưng mà đối với thương gia của EVA cũng phải trả tiền, còn Singapore thì miễn phí nha. Một điều nữa cho thấy là phục vụ của Singapore tuyệt vời là máy bay hạ cánh 1 tiếng rưỡi trước giờ cất cánh, thế mà trong vòng thời gian 45 phút họ đã phục vụ khách ra khỏi máy bay, vệ sinh và cho khách mới lên. Và bây giờ chúng ta đã chuẩn bị cất cánh. Dũng theo dõi thấy nãy giờ nguyên một cái hành trình của họ đúng 1 tiếng 10 phút, có nghĩa là họ có mặt ở dưới đất 1 tiếng 30 phút, thì sau 1 tiếng 10 phút họ đã đóng cửa máy bay và bây giờ chuẩn bị cất cánh. Đây là một cái level service của Singapore mà Dũng nghĩ là một cái tiêu chuẩn những hãng khác sẽ khó có được. Cái lounge for business ở Singapore của hãng Singapore là Silvercrest. Nếu mà ai thích hoa lan thì đến với Singapore, phi trường Singapore là đúng tủ, đúng ngộ luôn nha. Không còn gì. Ở đây có 104 loại hoa lan. Bây giờ là đoạn dài 7 tiếng 15 phút từ Singapore qua tới Sydney bằng đây là gọi là nữ hoàng của không gian, chiếc Airbus 380 loại 2 tầng. Thì lần đầu tiên thì mình không phải là lần đầu tiên mình sử dụng loại máy bay này, nhưng mà lần đầu tiên mình ngồi hạng thương gia thì nó rất là rộng, nó rộng ngoài sức tưởng tượng của mình. Hai người nếu mà ngồi chung với nhau thì nếu mà mình không đi chung á thì mình có thể bỏ cái phần mà nó chia hai cái ghế ra, nhưng mà nếu mà đi chung á thì mình để cái này xuống thì mình sẽ thấy nó rộng, rất là rộng đây. Rộng khủng khiếp đó. Thì nếu mà là vợ chồng, bạn bè đi chung mà không có muốn có cái không gian riêng biệt đó, thì chúng ta đẩy cái phần đó xuống, không thôi là cái phần đấy nó sẽ chia hai cái ghế ra. Và ở đây nó rộng tới mức mà chúng ta có thể để một cái vali ở dưới, có chỗ để cho giày dép và túi xách của mình. Còn cái ở trên này á,
cái ghế nó thẳng ra thành cái giường thì chúng ta sẽ thấy là rất là rộng rãi, là một cái giường mà thoải mái luôn á, chứ không phải là cái giường mà nằm mà gọi là bị gò bó đâu nha. Đây là một người mà nước thật to, cỡ kích cỡ như người Mỹ nằm thì họ vẫn thoải mái như thường. Mình mới nhìn chăn ga gối đệm thì đây là cái loại mà tiếng Anh nó gọi là đây là cái loại chăn ga gối đệm mà mình đi mua đồ ở Mỹ nó sẽ nói là 600 hoặc 800, có nghĩa là cái lồng cộng chỉ nó đang bao nhiêu mỗi chỉ khích lại với nhau, thì đây là cái loại nó gọi là 600. 400 thì đã mịn rồi, 600 còn mịn hơn, loại 800 là loại thượng đẳng. Thì đây là Singapore Airlines cho nên thành ra Dũng mới thấy được cái chăn ga gối đệm này. Một chút nữa trước khi bay thì mình có thể nhờ tiếp viên đến trải giường cho mình. Đây là cái chăn, còn cái kia là cái màu nâu này là đồ để trải giường và cái loại gối. Gối này cũng to hơn bình thường nữa. Hey. Và cô gái Thu Phương có kính riêng của cô gái Thu Phương ở đây. Đây. Chúng ta có thấy cái khu vực riêng của cô gái Thu Phương thôi. Cũng là rộng rãi, thoải mái. Nếu mà ngồi business class mà như thế này thì nó còn hơn nhiều hãng máy bay là gọi first class. Mà cái này nó chỉ là chiếc Airbus 380 thì nó mới được rộng rãi như thế này. Chứ những chiếc khác nó cũng không có nhiều. Bữa nay mình có bay chiếc 787 thì nó cũng không có rộng như thế này. Cho nên nếu mà chúng ta đi quốc tế mà có được lựa chọn để ngồi chiếc 380 mà bay business class, có nghĩa là thương gia thôi, thì Dũng cho rằng rất là đáng với lại cái đồng tiền để mình sử dụng, rất là rộng rãi. Đoạn đường từ đây tới Sydney là 7 tiếng 15 phút. Chúng ta có thể lựa chọn là vừa cất cánh chúng ta ăn hay là trước khi hạ cánh chúng ta ăn. Tiếp viên hỏi mình tại vì giờ này là gần 1 giờ sáng cho nên họ sẽ hỏi là bạn muốn ăn sau khi cất cánh hay bạn muốn ngủ, và trước khi hạ cánh thì bạn ăn thì mình có thể lựa chọn. Nhiều người thì họ sẽ nói là tôi lên là tôi ngủ luôn 1 giờ sáng rồi. Đây, giống như là cô gái Thu Phương đang chuẩn bị đầy đủ hết rồi đấy, và sẽ ngủ luôn. Trong những cái điều mà cô gái Thu Phương lên máy bay mà chuyến bay dài á, nhất là bay đêm á, là sẽ chuẩn bị cho mình khỏe mạnh, một cái làn da đẹp khỏe mạnh, để cho chuẩn bị cho một cái giấc ngủ chuyến đi đường bay dài. Ăn uống nói với cô gái Thu Phương là chuyện nhỏ, trên máy bay ngủ là chính, cho nên cái ghế này một hồi trải chăn ga gối đệm thì cô sẽ ngủ cho tới Sydney luôn. Đấy, mai còn Dũng thì cũng sẽ ngủ. Mới nãy Dũng cũng nói là Dũng không ăn, 1 giờ sáng ăn nó sẽ nặng người lắm. Gần như là quảng cáo hàng đại sứ thương hiệu. Rồi, xin trả lại cái khăn. Vâng. Gì nữa? Serum và dưỡng da xong. Giống như một cái sân chơi bên kia, quý vị thấy bài đồ ra giống như là những người bán hàng vậy đó. Thôi, được rồi, được rồi.
còn 25 phút nữa chúng tôi hạ cánh ở Sydney. Chuyến bay 7 tiếng 15 phút thì tôi nghĩ là tôi ngủ được 5 tiếng. Sau đấy thì được đánh thức để ăn một buổi sáng đồ ăn trên cá tuyệt vời. Cá sea bass, chilling sea bass, khoai lang tây tán và một số rau củ quả rất tuyệt vời. Hiện giờ là 9 giờ 45 phút sáng, còn khoảng chừng 30 phút nữa là chúng tôi sẽ hạ cánh. Cô gái thì vẫn ngủ miên man, chưa ăn chưa uống gì cả. Có thể là chăn ga gối đệm thoải mái quá cho nên ngủ. Bây giờ hạ cánh rồi mà cô gái vẫn còn thế này. Đây là cái chăn ga gối đệm của tôi tối hôm qua, không xem một chút truyền hình TV gì cả. Tuy là màn hình rất là to và cái khu vực mà tôi nói rằng tuy là thương gia thôi, tại vì ở trên chiếc Airbus khổng lồ này thì thường thường các hãng máy bay giờ chúng ta thấy là ít có cái dạng first class mà thường thường là business class. Nhưng trên cái chuyến bay lớn này thì tất cả ở trên tầng 2 của chiếc Airbus 380 là business class. Còn first class thì họ sẽ dùng cái tầng 1 để phần đầu của tầng 1, đây tất cả từ đầu tới đuôi của chiếc Airbus 380 này đều là business class. Và ở dưới tầng 1, ở trong cái mũi của chiếc tầng 1 thì chúng ta sẽ có first class, sau đó là premium, có nghĩa là deluxe hoặc là phổ thông. Thì lần đầu tiên chúng tôi trải nghiệm chiếc Airbus 380 của Singapore với hàng thương gia thì một lần nữa tôi xin nói là xứng đáng với đồng tiền. Cái ghế ngồi đây chúng tôi, quý vị cũng thấy đây là cái khu vực trước chân của mình. Mình thì không phải là dạng cao lắm, nhưng mà nếu mà chiều cao tính ra là mình cũng là 1m75. Thì mình ngồi ghế đây mà chân mình, còn khu vực ngoài trước thì chúng ta cũng thấy nếu mà cái ghế mà chúng tôi ngã ra thì cái ghế nó sẽ nối liền với lại cái băng thì trở thành một cái giường. Thì ngày hôm qua tôi ngủ nằm thẳng người ra, chân tôi đẩy dài ra, nó thành một cái giường thẳng. Và khu vực bên này chúng ta để vali, thấy không? Chăn ga gối đệm, gối thì hai cái rất là to như là gối ngủ ở nhà. Khu vực ở dưới đây là để túi sách rồi giày rồi này kia, khác với lại business class của những hãng mà chúng tôi đã trải nghiệm. Mỗi lần đi đâu thì tôi hay đem cà phê G7 theo. Tuy là tôi thì uống cà phê Mỹ, nhưng mà cô gái nhà tôi thì quen thuộc cái mùi cà phê G7. Nên đi travel tôi hay mang theo để đánh thức cô gái với cái mùi cà phê quen thuộc. Pha sẵn rồi, để đây rồi, nhưng mà cô ấy vẫn ngủ chưa có thức dậy. Hy vọng là chút nữa cô ấy sẽ hỏi cái gì đấy, cái mùi cà phê sẽ đánh thức cô ấy. Rồi, chuyến bay của Singapore từ Việt Nam, Sài Gòn, Việt Nam qua tới Singapore bằng loại Boeing 787 Dreamliner và chuyến kết nối từ Singapore qua Sydney bằng Airbus 380, gọi là nữ hoàng của không gian, Queen of the Sky. Rất tiếc là như Dũng nói là cái chiếc Airbus này nó quá to, cho nên khi mà nó ra đời cách đây khoảng chừng 15-20 năm thì mọi người cho rằng nó sẽ thay đổi cái thị trường hàng không. Nhưng mà sau khi 911 xảy ra thì nhiều hãng máy bay họ cho rằng dồn tất cả nhiều người quá, nhiều người hành khách, cái sức chứa của nó lên tới khoảng chừng 680 người vào một chiếc máy bay thì tăng cái nguy cơ mà mạo hiểm vấn đề cướp máy bay rồi vân vân. Thì sau đấy nhiều hãng máy bay đã sử dụng máy bay nhỏ hơn, con đường ngắn hơn thay vì những con khổng lồ như thế này.
Tại vì nếu mà sử dụng loại này đó thì phi trường phải thay đổi là phi đạo để và luôn những cái cổng vô ra để mà có được cái sức chứa, cái tải lượng cho một con khủng long như con Airbus 380 này. Cho nên sau đấy thì nhiều phi trường đã quyết định là họ sẽ không bỏ cái số tiền để chi tiêu cho cái phần đấy. Cho nên hiện giờ có nhiều phi trường không được cải thiện để yểm trợ cho con Airbus. Và cũng vì đấy, một trong những lý do chính mà nó đã ngưng sản xuất. Và trong vòng 5 năm nữa thì chúng ta sẽ không thấy nó hoạt động nữa. Tất cả các hãng sẽ cho rằng họ sẽ rút nó về và sử dụng một là chiếc Airbus 350 mới nhất, hoặc là chiếc Boeing 777 Max. Họ cho rằng nó sẽ, đây là loại máy bay 4 động cơ thì dĩ nhiên nguyên liệu đồ này kia sẽ tốn nhiều hơn. Chúng ta sẽ thấy máy bay 2 động cơ thôi. Cho nên rất là tiếc. Nếu mà quý vị nào có cơ hội để sử dụng Airbus 380 nên sử dụng trước khi nó trở thành cái loại tiện dụng. Đấy là đồng phục quen thuộc, trang phục quen thuộc của Singapore Airlines. Hello. Good morning, Sydney. Good morning, Australia. Good morning, my handsome flight attendant. Hi, morning, Superior. No, not Superior. Rồi, kết thúc một chuyến bay hoàn hảo. Perfect flight from Sydney to... from Melbourne to Sydney. And Singapore Airbus 380.